Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây thông tin về một bé gái sinh năm 2012 có thai ở tuần 38, nghi bị hàng xóm ép làm chuyện người lớn gây phẫn nộ dư luận. Theo lời bé gái, em bị hàng xóm ép quan hệ nhiều lần trước đó. Hiện thai nhi đã ở tuần thứ 38 và được chỉ định mổ đẻ vào chiều ngày 17 tháng 4. Bé gái lớp 6 mang thai 38 tuần, nghi bị hàng xóm ép làm chuyện người lớn. Theo đó, ông DNA trú tại Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cho biết, con gái ông là DTNL, sinh ngày 16 tháng 3 năm 2012, hiện học lớp 6 bị ép làm chuyện người lớn dẫn tới có thai. Ông A cho biết vào ngày 6 tháng 1 năm 2024, ông nhận thấy con gái có biểu hiện bất thường, bụng to hơn bình thường, Cảm thấy bất an, ông A đưa con gái đi kiểm tra và bất ngờ được biết cháu L đang mang bầu ở tháng thứ 6. Cho đến nay, thai nhi đã ở tuần 38, dự sinh ngày 17 tháng 4 năm 2024. Tại thời điểm phát hiện sự việc qua lời kể của con, gia đình được biết bé L bị người đàn ông hàng xóm ép quan hệ nhiều lần. Người hàng xóm thường lợi dụng những khoảng thời gian vào buổi chiều khi gia đình anh đi làm để thực hiện hành vi đồi bại. Thậm chí có lần, người đàn ông hàng xóm còn dụ bé L sang nhà chơi và có hành vi đồi bại tại nhà đối tượng. Ngay sau đó, ông A đã đưa con gái đến công an xã Tam Hiệp để trình báo sự việc. Chiều 6 tháng 1, công an huyện Thanh Trì cũng đã cử cán bộ xuống lấy lời khai, đồng thời triệu tập một người đến làm việc. Người bố này cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được thông báo khởi tố vụ án và chưa thấy bất cứ ai phải chịu trách nhiệm về hành vi này đối với con gái tôi. Vẫn theo bố cháu L, từ khi phát hiện sự việc, gia đình anh phải nghe những lời xì xào bàn tán những ánh mắt thương hại của hàng xóm láng giềng. Không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. Gia đình ông A cũng tạm thời cho cháu nghỉ học để tránh ảnh hưởng tới tâm lý. Theo một số người dân, sự việc ấy rộ lên chừng hơn 2 tháng trước, khi mà người thân phát hiện ra cháu DTNL đang mang bầu khi tuổi đời còn quá nhỏ, nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngắn khi nghĩ đến tương lai của đứa trẻ vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà đã chuẩn bị phải làm mẹ. Được biết, vợ chồng ông A có hai người con và cháu L là con út. Khi cháu L vừa trong một tuổi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ ông A đã bỏ nhà ra đi, đến nay chưa biết tùng tích. Kể từ đó ông A phải sống trong cảnh gà trống nuôi con. Tại địa phương, gia đình ông A có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm. Để có tiền nuôi con, người bố phải đi làm nhiều công việc chân tay. Những lúc rảnh rỗi, ông thường phải chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Mới đây ông A được nhận vào làm việc tại một công ty quảng cáo với mức lương khá hơn. Nhưng từ khi xảy ra sự việc, buộc người bố phải nghỉ làm để có nhiều thời gian hơn chăm sóc cho con. Ông A chia sẻ thêm dự kiến chiều ngày 17 tháng 4 con gái tôi sẽ mổ sinh. Gia đình mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm minh người thực hiện hành vi với con gái tôi. Sáng 17 tháng 4, bà Nghiêm Thị Phương Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin từ nhà trường, nơi cháu lợi theo học, lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi động viên cháu và gia đình, đồng thời cử cán bộ y tế xã thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe của cháu DTNL. Biết được thông tin vụ việc khiến dư luận bày tỏ sự bức xúc phẫn nộ trước hành vi của đối tượng đã thực hiện với cháu bé. Về vấn đề đến pháp lý, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, theo quy định tại Điều 1 luật trẻ em năm 2016, tại thời điểm bị đối tượng dở trò, cháu DTNL đang là trẻ em. Theo quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm với tình tiết định khung là làm nạn nhân có thai và phạm tội hai lần trở lên luật sư nguyễn ngọc hùng cho biết nghi phạm thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp nhận thức được tính nguy hiểm cho xã hội thông qua hành vi khách quan và đối tượng tác động nhưng vẫn cố tình thực hiện không chỉ thực hiện hành vi đồi bại ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường lành mạnh của trẻ em mà còn ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến tâm sinh lý tinh thần của trẻ em về lâu dài đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội gây phẫn nộ bức xúc nhức nhối trong dư luận. Sau khi thực hiện mổ đẻ xong, cháu bé ra đời sẽ giám định để xác định ai là cha của đứa trẻ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ hành vi của đối tượng gây nên hậu quả cho cháu lờ. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. thank you